vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lasso Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Cộng hòa Indonesia chuẩn bị. Respectfully invite a delegation from the Republic of Cuba led by Member of Politburo, Chairman of the National Assembly of the People's Government, Esteban Lasso Hernández, to pay tribute to Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Sau đoàn Cộng hòa Indonesia, mời đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn nước Cộng hòa Indonesia do Ngài Adi Amran Sulaiman, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Republic of Indonesia, led by Minister of Agriculture, Excellency Andi Arman Sulaiman, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Đoàn Australia chuẩn bị.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đại Hàn Dân Quốc do Ngài Han Tắc Su, Thủ tướng, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Respectfully invite the delegation from the Republic of Korea, led by Prime Minister Special Envoy of the President of South Korea, Han Duck-soo, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Australia do bà Sulai, Chủ tịch Thượng viện làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Ngài Ajit Dovan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. We respectfully invite the delegation from the Republic of India, led by Excellency National Security Advisor to the Prime Minister Ajit Dovan, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do Ngài Laith Ribiwa, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh và Người có công làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Democratic Republic of Algeria, led by Minister of Veteran Affairs, Laith Ribiwa, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Vanuatu,
do Ngài Arnon Kien Lamen, Bộ trưởng, Tổng trưởng lý làm trưởng đoàn, vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Republic of Vanuatu, led by Minister Attorney General Arnon Kien Lamen, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Liên bang Thụy Sĩ do Ngài Alexander Fadel, Quốc vụ Khanh phụ trách Ngoại giao, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Swiss Confederation, led by State Secretary for Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs Alexander Fadel, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khoa khóa 8 1963-1967 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuẩn bị. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn
vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 chuẩn bị. Đoàn ban tổ chức trung ương chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Liên minh Châu Âu do ngài Josep Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đại diện cấp cao Liên minh Châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the European Union, led by Vice President of the European Commission, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Sau đoàn Ban Đối ngoại Trung ương, mời Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, đoàn Ban Cán sự Đảng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao chuẩn bị. Thank you.
cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.